hoang sừng bụt. Ảnh Jerusalem được phát hiện bởi một người dân địa phương tên Hồ Khanh vào năm 1991, hang Sơn Ô có niên đại 3 triệu năm tuổi được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Nằm bên trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, hang Sơn Ô hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Sa Pa. Ảnh Quang Vinh Nam Azzet Images. Thị trấn Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích phiêu lưu. Nơi đây có không khí trong lành, thác nước kỳ diệu, ruộng bậc thang, khu nhà văn hóa, rừng tre và những chuyến đi bộ đầy thử thách. Đến với Sa Pa, du khách còn có thể được chiêm ngưỡng đỉnh Phan Xi cao nhất Việt Nam với độ cao 3.147,3 m. Thời gian tốt nhất để du lịch Sa Pa là vào tháng 4 và tháng 5. Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh Alessa Radford. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. Tọa lạc ở vùng núi phía bắc tỉnh Hà Giang, Việt Nam, cao nguyên dãy thương này cho phép du khách được trải nghiệm cuộc sống làng quê phiên bản địa, ngắm nhìn hệ động thực vật cổ đại và thậm chí có thể leo lên đỉnh những ngọn núi có niên đại 550 triệu năm tuổi. Vịnh Hạ Long. Ảnh Sớt Tê Tóc Anh Đi Trang. Được công nhận là di sản thế giới của UNESCO vào năm 1994, Vịnh Hạ Long là nơi có hàng ngàn thành tạo đá vôi hiểm trở, hang động và đảo. Với vẻ đẹp ngoạn mục nhờ được thiên nhiên ưu ái, không có gì ngạc nhiên khi nơi này hấp dẫn hàng triệu khách du lịch đến vùng Đông Bắc Việt Nam mỗi năm. Đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc còn được mệnh danh là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác chia thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Dù đã đưa vào khai thác du lịch từ lâu nhưng Phú Quốc vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, say đắm lòng người. Năm 2006, khu dự trữ sinh quyển Giang Đại Dương và Đại Dương đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đảo Cát Bà. Ngoài việc được biết đến là đảo san hô lớn nhất của vịnh Hạ Long, Cát Bà còn được mệnh danh là hoàng ngọc của vịnh Bắc Bộ với vẻ đẹp nguyên sơ hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Và hơn thế nữa, đại dương Cát Bà nơi có những bãi tắm mịn màng, phẳng lặng, nước đại dương xanh vắt, cùng với vườn quốc gia rộng 600 hectare tạo nên một môi trường sinh thái lý tưởng hấp dẫn khách du lịch. Phong Nha Kẻ Bàng. Ảnh Giang Su Ích Tóc Photogetty Images. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là thiên đường cho những người yêu thích khám phá. Nằm ở phía bắc Việt Nam, khu vực này là nơi có hơn 300 hang động, những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, những khu rừng rậm và những dòng sông ngầm mang đến cảm giác huyền bí lạ kỳ. Nơi đây cũng từng hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.